Ẩn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, tập 18. Tổ Ẩn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội, thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay xúc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành, như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu, một chữ, điều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao, và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa, thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 200, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ nhất. Sáng nay cả hai lá thư đều cùng nhận được đầy đủ. Văn sao đã chia ra gần hết, nay lại gửi cho ông 4 gói. Sau này nếu có ai muốn đọc
hãy thỉnh từ Thương Vụ Ấn Thư Quán, từ Bí Kính đã gửi đi rồi. Do ông sai quan viết lời tựa, quan chẳng ngại gì nói leo. Tuy lời tựa quan viết chẳng liên quan sát sao với đầu đề, miễn sao chẳng ra ngoài việc đề xướng kiên viết ăn chay mà thôi. Châu Tự Tú thiện tư khá tốt, tiếc là chưa biết Phật Pháp. Lâm Lạc bảo luyện đan vận khí chính là Phật Pháp, thật đáng cảm khái sâu đầm. Tuy các hạ bèn đem lá thư hữu bại và văn sao đưa cho Tự Tú xem, sợ ông ta vẫn cho quan là gạ đứng ngoài cửa. Tấn Tô mới là bậc cao nhân, đã đăng đường nhập thất, càng sanh lòng ngưỡng mộ. Cố nhiên quan chẳng mang ý niệm hủy báng hay khen ngợi người khác, nhưng vì quý hội đã gửi thư cho quan trước nên chẳng thể không chọn hết tấm lòng ngu thành của tôi để đáp tạ lòng thương tưởng ban tặng sách của quý hội. Ngoài ra, điều mặc cho người khác làm sao thì làm, tôi nào dám vọng động mong cầu ư? Lá thư số 201, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ hai. Nhận được thư đầy đủ, Hương Châu đã nhận được cảm ơn lắm. Ngày 26 tháng trước, tôi đã bảo người chịu trách nhiệm phát hành kinh sách ở Thượng Hải gửi đi 20 gói văn sao, chắc ông đã nhận được rồi. Hãy ước lượng mà tặng những bộ văn sao ấy cho người khác và lưu lại vài bộ ở phòng đọc kinh sách. Trước đây Tự Tú gửi thư đến nói tiên sinh Tấn Tô là bậc đại triệt ngộ, chỉ dùng phép luyện đan làm phương tiện để dẫn dắt kẻ sơ cơ. Quan đã phê phán đại lược, chẳng biết Tự Tú có chấp nhận là đúng hay không. Chắc ông ta cũng từng đưa tư ấy cho các hạ xem rồi phải không? 20 gói văn sao nếu nhận được, xin hãy gửi thư cho biết để tôi khỏi đến nỗi tưởng lầm đã bị thất lạc. Chương trình của Cực Lạc Đoàn nên chú trọng trợ niệm vào lúc người ta sắp mất, và phải dạy người nhà của người sắp mất ấy nương theo pháp môn tịnh độ, chớ nên chiếu theo thông lệ của tục nhân vào lúc người ta sắp chết liền tắm rửa thay quần áo sẵn, vân vân. Làm như vậy còn tệ hơn đã té giếng còn bị quăng đá. Cách thức ấy trong văn sao đã nói đầy đủ, ở đây tôi chỉ nêu điều quan trọng nhất. Nếu chết rồi thì những chuyện tống tán, ma chay, vân vân đều chẳng phải là chuyện quan hệ khẩn yếu. Đừng nên bày vẽ phô trương mong sao cho dễ coi, biến Phật sự thành trò đùa. Hơn nữa trong chương trình của Cực Lạc Đoàn quy định liên hộ góp sẵn 10 đồng, nếu trong vòng 1 năm mà mất thì người nhà sẽ nhận được đúng số tiền ấy. Nếu hơn 1 năm mới mất thì người nhà sẽ được lãnh món tiền giúp đỡ chi phí ma chay là 30 đồng. Khoản tiền ấy lấy đâu ra? Hơn nữa mỗi nhà giàu nghèo khác nhau, sao lại nhất loạt giúp đỡ chi phí ma chay? Nhưng chuyện ấy đã được đại chúng bàn bạc thông qua, chắc đã áp dụng rồi. Quan sợ một khi cách này được áp dụng, về sau sẽ có thể duy trì vĩnh viễn được, nên chẳng thể không nhắc nhở trước. Lại nữa, đang trong lúc này muốn chuyển biến lòng người mà chẳng chú trọng xử lý nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi thì không thể được. Lại còn phải khuyên các liên hữu ai nấy khéo dạy dỗ con cái, đấy chính là gốc chánh nguồn trong, là nhiệm vụ cấp bách để cầu nhân dân yên vui, thế đạo thái bình. Phật Pháp tuy là Pháp xuất thế gian, nhưng thật sự thực hiện nơi Pháp thế gian. Phàm ai là liên hữu, hãy đều nên khuyên họ tận lực giữ vẹn luân thường, nghiêm túc chọn hết bổn phận của chính mình, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Nếu được như thế sẽ đáng gọi là đệ tử thật sự của Đức Phật.
Hiện nay phong trào cầu cơ rất thịnh hành, phàm là đệ tử Phật trở nên ngà theo thói ấy. Bởi tất cả những kẻ tự xưng là tiên hay chân nhân giáng cơ, phần nhiều đều là linh quỷ giả mạo. Nếu chuyện gì cũng tin, ắt sẽ có khi hỏng việc. Huống chi Phật pháp do bọn chúng giảng, đa số đều là chẳng biết gì mà cứ nói bừa. Cứ tin mới muội vào cơ bút thì muốn chẳng hoài loạn Phật pháp, chẳng khiến cho chúng sanh bị lầm lạc nghi ngờ, há có được chăng? Ông đã chẳng nghĩ quan là hàng vô tri, cứ muốn tôn làm thầy, bèn thuận theo ý hiện thời của ông. Nếu sau này muốn bái vị cao minh nào khác làm thầy, cứ thụ tiêu danh nghĩa giả tạm này chẳng sao cả. Nay đặt pháp danh cho ông là Chí Tù, do ai nấy đều có chánh trí nhưng bị vật dục lôi kéo. Chánh trí ấy liền biến thành nhân dục, tức là lòng ham muốn của con người. Như nước do gió đùa bèn mất tánh trong lặng, biến thành sóng trào. Chí ấy chẳng thể gọi là tù, vì tù nghĩa là mạnh mẽ, cứng cỏi. Mạnh mẽ, cứng cỏi chính là tên gọi khác của chữ cương, tức là cứng rắn. Khổng Tử than thở vì chưa thấy được người nào cương nghị. Có kẻ thưa thân Chanh là người được như vậy. Khổng Tử bảo: Chanh cũng là người tham dục, làm sao là người cương nghị cho được? Nếu niệm niệm đều nghĩ ngợi, suy lường thuận theo thiên lý và Phật tâm thì là chánh trí, phù hợp với ý nghĩa của cái tên Chí Tù. Hệ có thiên lịch riêng tư sẽ thành cương nghị theo kiểu thân Chanh, chẳng thể gọi là trí mà trở thành nhu ác, tức là mềm mỏng, hòa hoạn với điều ác. Ông hãy gắn lên. Vợ ông pháp danh là Chí Giác, giác là trong hết thảy thời, hết thảy chỗ đều rành rẽ, phân minh, chẳng bị chuyện theo tình, chẳng bị ái ràng buộc, nghiêm túc trọn hết bổn phận, giúp chồng dạy con, chẳng nuông chiều mù quáng, khiến con cái đều thành hàng không ra gì. Dùng điều này để tự giác, lại còn dùng điều này để giác người nhà và các thân hữu. Đấy gọi là đệ tử thật sự của Đức Phật, là thiền nữ nhân, sống làm gương mẫu cho hàng khuê cát. Khi mất dự vào liên trì, ngõ hầu chẳng phụ bạc Phật tánh chính mình sẵn có, và lòng thành phát tâm quy y Tam Bảo ngày nay. Những điều khác như pháp niệm Phật vân vân, trong văn sau đã nói đầy đủ, không biết cần kẻ ở đây. Ông Trương Triết Tiên ở Vân Nam gửi thư đến nói: cháu ngoại ông ta sống được 1 năm lẻ 8 tháng, trong tháng 4 đã niệm Phật qua đời. Lúc bình thường hệ nói đến Phật đường lạy Phật xong liền đi nhiễu niệm Phật, chẳng đối hoài đến chuyện gì khác. Thêm nữa, khi đứa con gái thứ của ông ta đi lấy chồng, nhà chàng rể biếu một cặp ngỗng để làm lễ điện nhàn. Ông ta bèn đem chúng phóng sanh tại chùa Vân Thê trong núi Hoa Đình, đã được 3 năm rồi. Cặp ngỗng của ông ta mỗi sáng tối khi đại chúng lên chánh điện tụng kinh, chúng đều đứng ngoài chánh điện vươn cổ ngắm Phật. Tháng 4 năm nay con chóng chết trước, người ta cũng không để ý. Sau đấy con ngỗng mái bỏ ăn mấy ngày, nó đến nhìn Phật thì Duy Na khai thị dạy nó cầu vạn sanh đừng luyến tiếc cõi đời. Thầy ấy bèn niệm Phật mấy chục tiếng, ngỗng bèn đi nhiễu 3 vòng, vỗ 2 cánh một cái rồi chết ngay. Do vậy ông Triết Tiên bèn viết bài ký về sự vạn sanh của cặp ngỗng trắng. Ôi lạ lùng thay, hết thầy chúng sanh đều có Phật tánh, đều khâm làm Phật, ngỗng còn như thế, há lẽ người chẳng bằng chim ư? Lá thư số 202, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 3. Ngày 26 tháng 8, quan xuống núi đến đất thân Thượng Hải,
đã nhận được thư ông từ núi chuyển tới, nhưng do bận rộn với chuyện của người khác nên chẳng trả lời được. Nay lại nhận được thư ông kèm theo bưu phiếu 10 đồng, tôi sẽ dùng món tiền này để làm chi phí in cuốn Quán Âm Tùng. Quăng xuống núi lần này chính là vì lo liệu ấn hành cuốn tụng văn ấy. Nay tôi sẽ gửi cho ông mấy tờ nói rõ biện pháp, một là để ông biết cặn kẽ nguyên do, lại còn mong ông sẽ thừa cơ khuyên người khác đứng ra in. Sau này đối với thế đạo nhân tâm lẫn Phật pháp đều có mối quan hệ mật thiết. Hiện thời đã có người chịu đứng ra in 50.000 bộ, quan muốn in mấy chục vạn cuốn để lưu hành khắp trong ngoài nước, sợ chẳng thể cảm ứng được như vậy. 60.000 bộ thì còn có thể in được. Con người sống trong thế gian trước hết phải có tâm lợi người. Người gì quá, người em dâu quá, đứa cháu mồ côi, vân vân của ông đáng thương, đáng xót. Họ chính là chỗ để ông vun bồi ruộng phước, chớ nên giữ ý niệm phiền oán thì chính là hành Bồ Tát đạo. Nếu tâm có phiền oán thì chẳng những không hợp với Bồ Tát đạo mà còn chẳng hợp với thiên chức tánh phận của chính mình. Đối với chuyện chị em dâu bất hòa, hãy nên đối xử bằng thái độ hết sức công bằng, hết sức độ lượng. Hãy thương họ thấy biết hẹp hòi mà chỉ dày, để họ đều cùng được thấm nhuần pháp trạch, đấy chính là thực hành Phật pháp. Nếu cô đó là oán nghiệp sẽ phải tiếc đau oán hận. Đối với chuyện không thể ngăn dứt được, hệ có lòng đau tiếc oán hận thì công đức sẽ thuận theo tâm lượng mà nhỏ bé đi. Trước đây Tự Tú cũng có gửi thư đến, tôi phúc đáp sau đó không lâu. Ông ta biết chính mình chẳng thể rút ráo nương cậy quy hướng tình nghiệp để tu trì được. Thương vụ ấn thư quán in văn sao bằng loại giấy có độ bóng, bán ở ngoài phố, chẳng in phần thư căn. Đợi đến khi sắp trừ xong cuốn Quán Âm Tùng, tôi sẽ bảo Trung Hoa Thư Cục sắp chữ thành bản khác, dùng loại giấy nội địa để lưu hành. Chí Khánh đã quy y Phật pháp, bọn anh ta nhờ ông nuôi nấng, ông hãy chọn trở nên tỏ ra vẻ mình đã làm chuyện nhân đức trước mặt bọn anh ta. Hãy làm ra vẻ nhân đức thì người ta tuy chịu ân, nhưng cái tâm cảm ơn mỏng nhẹ lắm. Có mà giống như không, thật mà giống như giả, vô cớ bị xúc phạm mà chẳng báo thù, đấy chính là bí quyết mầu nhiệm để cư xử trong gia đình đấy. Ta đãi người bằng thái độ khiêm tốn, ắt họ sẽ đối xử hòa hoãn với ta. Phần lớn những gia đình bất hòa đều là do so đo những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng mà ra. Buông được cái tâm ta người xuống thì bất hòa sẽ tự hòa vậy. Lá thư số 203, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ tư. Thư ngày 29 tháng trước chắc ông đã nhận được rồi. Nói đến nạn hút sách nghiện ngập thì không chỉ có nha phiến, thuốc lá cũng gây hại thật dữ dội. Trong lúc đại chúng tụ tập, hãy nên đề xướng khuyên họ đừng hút hay dùng những thứ ấy. Người hút lâu ngày ắt sẽ đoản thọ, phụ nữ hút thuốc nhiều sẽ không thể sanh nở được. Điều này do một đệ tử của tôi Triệu Nguyệt Tu, vốn là một quan võ, đã sớm đổi nghề trở thành thương nhân. Đích thân nghe thấy cô giáo ngoại quốc bảo với các nữ học sinh như vậy. Hiện thời văn sao đã sắp chữ bản khác, thêm vào mấy chục bài nữa, khoảng xuân hè năm sau sẽ in ra sách. Bản này sẽ để cho thư cục vĩnh viễn lưu thông. Bản đầu tiên sẽ in 10.000 cuốn, ngoại trừ 3-4.000 bộ quan cần thiết, số còn lại đều để cho họ định giá bán ra.
Trong lá thư hồi tháng 9, ông Đà nói đến chuyện con gà, hơi giống như chuyện Dương Bạo cứu chim sẻ thời Hán. Chúng ta chỉ nên giữ tấm lòng phóng sanh, đừng vương vấn ý niệm mong được hưởng quả báo tam công. Dẫu có quả báo tam công, cũng nên đem hết công đức ấy hồi hướng chính phần vạn sanh, thì mới là chân chánh lợi mình lợi vật vậy. Tăng Bính bị mắc bệnh là do túc nghiệp, khi lâm chung chiều niệm Phật là do túc thiện, tức là điều thiện đã làm trong đời trước. Đã có thể tự niệm lại được mọi người chờ niệm, chết rồi sắc mặt rạng rỡ. Có được ba điều ấy chắc được vạn sanh Tây Phương, sao lại nói là sẽ đò vào chỗ nào? Đời người gặp phải các cảnh thiện ác, mỗi mỗi đều có túc nhân. Đời trước có oán thù, thấy nhau liền ôm lòng giận. Đời trước có ân, thấy nhau liền sanh lòng yêu mến. Phụ nữ vô chi, quen tánh buông lung, đến nỗi chẳng thể chuyển oán thành thân, để tiêu trừ túc nghiệp. Người hiểu rõ lý đã biết, kẻ vừa trông thấy liền nổi nóng là do đời trước có oán thù, sẽ đối trị sự sân hận này. Càng ra sức đối đãi bằng lòng từ ái thì túc nghiệp sẽ được tiêu trừ bởi hiện nghiệp, tức là nghiệp trong hiện tại. Thiện tâm cũng gọi là nghiệp. Nếu có thể chí thành khẩn thiết trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì không chỉ được lành bệnh mà thôi. Nếu có thể chí thành đến cùng cực thì còn có thể liễu sanh thoát tử cho đến thành Phật. Kinh Lăng Nghiêm dạy cầu vợ được vợ, tức là cầu vợ là mong có được vợ hiền thục trí huệ, cầu con được con, cầu trường thọ được trường thọ, cầu tam muội được tam muội, như thế cho đến cầu đại niết bàn đắc đại niết bàn. Đại niết bàn chính là cực quả rốt ráo được chứng bởi Đức Phật. Nhưng người đời do lòng tin lẫn sự chí thành trì tùng đều chưa thể đạt tới mức cùng cực, nên tùy theo lòng thành của kẻ ấy mà được các thứ lợi ích nhỏ nhoi. Đừng nói là lợi ích chỉ có thế mà thôi. Hãy nên với trong là người thân trong nhà, ngoài là hết thảy mọi người, đều đem những chuyện chính mình chứng nghiệm và những chuyện cảm ứng được thuộc trong bộ Quán Âm Tùng để khuyên bảo. Ngõ hầu ai nấy đều được Bồ Tát từ bi che chở, gia bị trong lúc tình thế hoạn nạn này. Đấy chính là cách dự phòng mầu nhiệm nhất. Lá thư số 204, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 5. Hai lượt gửi thư đến tôi đều nhận được đầy đủ. Lệnh tổ đáng gọi là người đọc sách thật sự, chẳng phụ sở học. Người đời nay đọc sách thánh hiền nhưng làm chuyện cầm thú nhiều khôn xiết. Đấy đáng gọi là thái độ của kẻ kép hát, đáng xót, đáng than. Tờ truyền đơn khuyên mến tiếc kính trọng sách vở hay giấy viết chữ, nên đưa tặng những người có nhiệt tâm thông hiểu văn lý để họ sẽ thúc đẩy khuyên chỉ người khác. Văn sao Thọ Khang Bảo Giám nay đã gửi đến rồi. Đêm 24 tháng chạp năm ngoái, công ty ấn loát bị chập điện, đồ đạc, phòng ốc thuộc căn nhà chánh ở phía trước đều cháy sạch trơn. Sổ sách đều chưa thể đem ra được, may là không có ai bị thương. Quan bị tổn thất đến hơn 2.000 đồng do họ ôm lòng gian dối. Chỉ in 5.000 cuốn ấn định 1 vạn văn sao, 2.000 cuốn bảo giám ấn định 3.000. Nhưng họ nói đã in hết cho quan rồi, đã giao được một nửa. Giá thành lớn quá, phải trả thêm tiền, đợi cho tiền vào tay họ rồi mới gửi hóa đơn tới. Họ chỉ giao ra 3.000 mấy cuốn văn sao, 1.000.000 mấy cuốn bảo giám. Tiền đã xài hơn 1.000 mấy. Họ nói mùa xuân năm sau sẽ in. Nào ngờ thiên địa quý thần chặn dung, hôm trước họ gửi hóa đơn tới, hôm sau liền bị hỏa tai.
Chuyện này phó mặc cho lương tâm của họ. Sách của quan có cuốn để ở chỗ đóng bìa, có cuốn được cất trong các nhà nhỏ ở phía sau, đều không bị cháy. Nhưng bọn họ ôm lòng gian trá, há không thể nào chẳng mượn cớ bị tai nạn để lương lèo, chỉ đành mặc cho họ làm sao thì làm. Trong tháng nhuận tôi sẽ qua Thượng Hải tiếp tục in. Phàm những ai đã bỏ tiền in sẽ chiếu theo số tiền mà giao đủ, chẳng thiếu một đồng nào. Chuyện kết duyên chỉ đành giảm bớt khả năng mà thôi. Xin hãy khuyên mẹ và vợ ông phải sốt sắng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ngõ hầu thoát được thế giới khổ sở này, trở thành con người tự tài. Lá thư số 205, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 6. Thư ngày 21 đã nhận được rồi. Trong tờ truyền đơn khuyên, bến tiết kính trọng sách vở, giấy viết chữ, đối với câu văn trước câu hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, nếu chẳng ra sức tận tụy thực hiện, tức là đã quên mất 8 chữ, hả nên đem sửa chữ tự thành tiểu tử, thì lời lẽ ấy đã trở thành giọng điệu đầu đường xó chợ chửi người khác rồi. Mà 8 chữ tiếp theo, tức 8 chữ hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, cũng đã chẳng phù hợp nói tiếp ý câu trên được nữa. Phàm văn tự trong Phật pháp có liên quan đến thế đạo và đại thể, quyết chớ nên tùy ý sửa đổi, mà cũng chớ nên hoàn toàn đăng y chang theo bản thảo gửi đến. Ngay như bài tường thuật buổi khai thị của Ân Quang ở Nam Viên, toàn là những lời lẽ không hiểu sự việc của am chủ vô úy, thật giống như bán tăng vậy. Thế mà quý báo Tịnh Nghiệp Nguyệt Sang và tờ Lâm Sang của Thiên Tân cư sĩ Lâm đều cứ đăng y nguyên như vậy, đáng than quá sức. Tác giả bài viết ấy nói quan lễ Phật xong, bèn hướng về hai phía đông tây dập đầu đảnh lễ. Hả có vị pháp sư nào sắp nói khai thị mà trước hết lại hướng về kẻ nam người nữ ở phía đông phía tây rập đầu lễ bái ư? Do quan lễ Phật xong, bèn hướng về phía đông phía tây chắp tay tỏ vẻ chào hỏi, người ấy liền nói là quan dập đầu đảnh lễ. Thêm nữa, lúc lên tòa ngồi rồi, do người nghe ở phía dưới đang lễ bái còn chưa ngồi xếp bằng, quan liền khom mình chắp tay tỏ vẻ cung kính. Tác giả bài viết ấy bèn nói là quan đứng cạnh tòa đập mình lạy trả. Nói như vậy tuy không quá đáng, nhưng cũng rất mất hệ thống. Lại còn nói quan đeo kính lão, chuyện này không ghi cũng đâu có ảnh hưởng gì. Nếu không có chuyện gì cần thiết, quan một mực chẳng đeo kính lão. Lần này do giảng đoạn thứ nhất và đoạn thứ ba trong Mộng Đông Ngữ Lục cho đại chúng, nên không thể chẳng đeo kính lão vì mắt quán chẳng đọc được chữ. Vì am chủ vô ý này, e rằng người này là Tạ Ngâm Tuyết, vốn là nữ nhân mới xuất gia. Ngày hôm ấy bà ta cùng đến dự pháp hội, quá chuồng thế diện, chỉ sợ người khác chẳng biết bà ta viết bài văn ấy, chứ chẳng biết bài văn ấy có khuyết điểm sai lầm. Giống như bài Ấn Quang Pháp Sư truyền do Mà Khế Tây soạn, đúng là bị chuyện mù quáng đem phàm làm thánh. Báo Hải Triều Âm vừa đăng tải, ông Phan Đối Phù bèn cho in 1000 bản chữ son. Tờ báo của Phật Quan Xã ở An Huy cũng tính đăng tải. Do họ đem bản cạo gửi tới cho quan mới chấm dứt được chuyện ấy. Nhưng tờ Phật Giáo Tuần Sang của Thiệm Tây cũng đã đăng rồi. Những loại văn chương vừa chẳng ăn nhập gì, lại vừa phá hoại đại thể ấy, đăng tải có ích gì đâu.
hãy nên xem hai lá thư gửi cho Phan Đối Phù và Mã Khế Tây trong văn sau quyển một sẽ tự biết. Không phải là quan quá phiền phức, chỉ là mong sao chẳng bị người khác chê cười mà thôi. Lá thư số 206, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 7. Nhận được thư và hương châu, cảm ơn. Loại châu này để lâu sẽ nứt vỡ. Năm Quan Tự 30, 1904, quan đã từng mua rồi, chưa được hơn một tháng đã nứt. Thương nhân chỉ cầu lời, há nên để bị họ lừa gạt. Năm ngoái ông đã gửi hương châu cho tôi rồi, và những chuỗi ông nhờ gửi cho người khác tôi cũng đã chuyển giao rồi. Lại còn nói chuỗi để lâu sẽ bị nứt vỡ, để người ta khỏi bực mình. Người cháu dâu là Thuần Cô đáng gọi là bậc trường phu trong nữ giới. Nếu có thể tận hết lòng hiếu, uyển chuyển khuyên ông nội bố mẹ chồng, khiến cho họ tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, sẽ đáng gọi là đệ tử thực sự của Đức Phật. Nay tôi đặt pháp danh cho cô ta là Huệ Thuần. Nếu có thể làm được như tôi đã nói, đã viết tường tận trong văn sao, thì sẽ là khách quý cõi Cực Lạc, là đạo sư trong cõi Sa Bà. Nhưng do tôi đang ở chỗ tạm ngụ, bận biểu chẳng thể nói tường tận được. Hãy bảo cô ta đọc kỹ văn sao thì sẽ chẳng khác gì tôi đã nói chi tiết với cô ta. Hãy noi theo pháp tắc của hai bà Phi Thở Đường Ngu, ba bà Thái Đời Châu và bà Mạn Phụ Thái Cô. Xin hãy đưa thư này cho cô ta đọc. Lá thư số 207, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 8. Đã nhận được hai lá thư, nhưng do bận việc bên ngoài chẳng được rảnh rỗi nên chưa trả lời. Sách Từ Bi Kính đã gửi đến Phu Đà, chưa từng chuyển đi, đừng lo. Nay lại nhận được thư của hãng Càng Màu ở Ninh Ba, cho biết ông đã gửi món tiền 16 đồng. Từ nay về sau, hệ gửi tiền nên gửi thẳng cho Hòa Thượng Chân Đạt ở chùa Thái Bình, Bến Trần Gia, Thượng Hải, thì không phải qua thủ tục chuyển đi nữa. Sao không làm theo cách đã nói trước đây? Nay tôi gửi cho ông 10 gói văn sao. Sách Thọ Khang Bảo Giám ở Thượng Hải không có nhiều, đợi khi nào sách ở Hàng Châu in xong sẽ lại gửi. Lịnh Chánh, Lịnh Lan đã có thiện căn từ đời trước, hãy nên làm cho họ phát tâm dài lâu, ngõ hầu đích thân được hưởng lợi ích thật sự. Thế đạo hiện thời nguy hiểm đến cùng cực, nếu chẳng niệm Phật và niệm Quán Âm sẽ không nương tựa vào đâu được. Lá thư số 208, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 9. Do sách Quán Âm tụng ấn loát chậm trễ, tôi đã sang đất thân Thượng Hải vào mùng 1 tháng 8 để đốc thúc ấn hành. Quan chẳng mong muốn hết thảy điều gì, chỉ mong các vị nhất tâm niệm Phật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện mà thôi. Hôm 23 trở về núi, do nhọc nhằn bên ngoài, mắt hơi bị bốc hỏa, nhưng vì mọi việc dồn lại, mỗi ngày vẫn gắng gượng trả lời dặm ba bức thư. Muốn cho mắt mau lành, bèn bôi thuốc 3-4 lượt, gần như suốt 20 ngày chẳng thể xem văn tự được. Bản sắp chữ thử của bộ văn sao dồn lại hơn 100 trang phải giáo duyệt, đủ mọi thứ bận biểu, hàng ngày không được rảnh rỗi. Tuy đã nhận được thư ông nhưng không trả lời. Mẹ và chị dâu ông, đối với mẹ ông lại càng nên uyển chuyển khuyên cụ sanh lòng tin phát nguyện, thì cách thể hiện lòng hiếu trong thế gian chẳng thể nào sánh bằng được. Đã điều phát lòng tin, hãy nên thường dựa theo những gì văn sao đã nói để kể với họ. Lần này tôi không rảnh rỗi để khai thị,
văn sao chính là một bộ khai thị lớn đấy. Quảng Âm Tùng in 6.000 bộ trong năm nay. Phàm sách của những người bỏ tiền ra in và sách cần cho chính mình đều giao sạch hết rồi. Lại có một người bảo quan muốn kết duyên 1.000-6.000 bộ, năm sau sẽ in ra để kết duyên từ từ. Văn sao năm sau mới có thể in được, lại còn in sách Bất Khả Lục cùng một lúc. Quán Âm Tùng đã cho khắc ván ước chừng mùa thu năm sau sẽ xong. Phí tổn khoảng 500 đồng do chỉ riêng một cư sĩ phát tâm để đáp ứng nhu cầu của những ai thịnh sách lặt vặt về đọc sau này. Thế đạo hiện thời đúng là thế đạo hoạn nạn, mọi người đều ở trong cảnh hoạn nạn. May mắn được nghe Phật Pháp, hãy nên sốt sắng niệm Phật, ngó hầu cây vào Phật từ lực, để hệ sống nếu gặp nguy hiểm sẽ thành an, nếu chết sẽ vượt thẳng khỏi biển khổ về ngay Liên Trì. Sự tích được ông kể trong lá thư trước tôi cũng không rảnh rỗi để bàn cặn kẽ. Nay viết thẳng pháp danh đã đặt vào đơn xin quy y đem gửi lại. Hãy dạy họ ai nấy đều nỗ lực giác ngộ phản tỉnh. Bảo cô càng phải nên nỗ lực, vì chúng sanh đang mê thì phải thường giác chiếu, ngõ hầu chẳng đến nỗi bị trần tình, tức là những tình niệm trong cõi trần phá hoại tiết tháo trong sạch. Ngày nào còn chưa chết, ngày ấy trở nên buông lung thì mới có thể nhận lãnh trọn vẹn, trở về trọn vẹn. Vì thế khi lâm chung, tăng tử bảo các đệ tử kinh thi viết, dè dặt kinh sợ như vào vực sâu, đi trên băng mỏng, từ nay trở đi ta biết thoát khỏi. Hết thảy mọi người đều nên như thế, mà quả phụ chính nữ càng phải nên gắng sức, ngõ hầu trở thành bậc thầy gương mẫu cho nữ giới, giữ vững chốn khuê các vậy. Lá thư số 209, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 10. Sách Tân Sanh Cơ Hiệt Yếu, tức là trích yếu cơ hội sống mới, cũng có thể dùng để dứt trừ giết chóc dần dần, nhưng há nên sao lục những lời phê bình nếp sống cũ vào đấy. Tác giả chỉ thấy cái xấu của lối sống cũ, chẳng thấy nam nữ theo lối mới tự do luyến ái, đã đạo luân thường, đã đạo liêm sĩ, còn giết cha vẫn được khen thưởng. Trường học mỹ thuật bảo mấy đứa con gái trần truồng, mấy chục thằng học trò xung quanh, tùy theo nhìn từ góc độ nào mà vẽ vời, coi như một môn học. Những phụ nữ vô liêm sĩ ấy còn được coi như giáo viên, mỗi tháng được trả lương bao nhiêu đó. Mới mẹ kiểu đó há có ích gì cho thế đạo nhân tâm? Muốn vãn hồi thế đạo nhân tâm, há nên đăng tải những thứ ngôn luận ấy, cũng chẳng đối hoài đến tông trị của mình. Sau này phàm những lời lẽ ma mị, mù quáng, nhiễu loạn chớ nên đăng tải, để khỏi bị người sáng mắt chê cười. Tác giả bài viết Tình Nghiệp Xạ Ký chẳng hiểu sư vụ, nói bừa đạo lý người ta chắp tay mà bảo là dập đầu đánh lễ, ngồi xuống chưa xếp bằng liền bảo đứng trước tòa. Quan trọng nhất là văn tự ghi chép của người khác, bởi kẻ ghi chép quá nửa chẳng đúng pháp. Thư hôm trước chưa gửi tới cũng chẳng cần phải gửi nữa, quan bận rộn quá sức không rảnh rỗi để xem. Ông yêu cầu gửi 5 gói văn sao và 3 gói thọ khan bào giám, đóng sách cẩn thận xong liền gửi đi ngay. Lá thư số 210, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 11. Mùng 5 tháng nhuận quan xuống núi, mùng 7 tới đất thân. Khoản tiền mua cá ở Tây Hồ như đã nói thì lúc này không cần chi ra nữa.
Lúc này khoản tiền cần gấp nhất là tiền mua thức ăn để nuôi chó. Do chánh quyền thành phố Hàng Châu sai người đi bắt chó hoang trên đường phố, rồi giết bằng cách quăng xuống sông Tiền Đường. Đã dìm chết một trăm mấy chục con rồi. Hội Phật giáo xin họ giao cho Hội Phật giáo, nay đã gần đến 2.000 con. Mỗi ngày tiền thức ăn cho một con chó ăn là 1 xu 5 chinh. 2.000 con thì mỗi ngày cần đến 30 đồng, lại còn phải cử người trông nom. Những con chết rồi còn phải tốn tiền hỏa thiêu, vân vân. Quan cũng quyên tặng 100 đồng, lại kêu gọi bạn bè quyên tặng được 400-500 đồng. Quý hội muốn giúp đỡ khoản này, hãy nên gửi về Công Đức Lâm ở cầu Long Tường, chợ mới Hàng Châu, giao cho cư sĩ Trung Khang Hầu. Ông ta nhận được tiền sẽ gửi biên lai thông báo. Hiện thời gió mây biến huyển, sáng tối khác nhau, không có chuyện gì cần thiết đừng đến. Nếu có chuyện gì cần đến, xin hãy sang chùa Thái Bình ở Bến Trần Gia, Thượng Hải hội thăm. Nếu quan chưa về núi, sẽ có thể gặp mặt ở đất thân. Năm ngoái công ty Ấn Lót Chiết Giang bị cháy, nay đã giao cho Đại Chúng Thư Cục ở Thượng Hải in 5.000 bộ văn sao, mỗi bộ 7 cắt. 6.000 bộ An Sĩ Toàn Thư, mỗi bộ 5 cắt 9 xu. Xưởng in Hàng Châu bồi thường chi phí 1.600 đồng. Tôi đem khoản tiền ấy in 2 vạn cuốn Thọ Khang Bào Giám. Xưởng in thuộc nhà giam Tàu Hà Kính in Di Đà Kinh Bạch Thoại Giải 2 vạn cuốn, mỗi cuốn 1 cắt 5 xu. 2 vạn cuốn Gia Ngôn Lục, mỗi cuốn 1 cắt 7 xu 5 chinh. In 1 vạn cuốn Cảm Ứng Thiên Trực Giảng, mới cho sắp chữ ước chừng 50 trang. Nếu các sách này xong xuôi, năm sau quan sẽ ẩn lánh ở nơi không có đường bưu điện để chuyên tu tịnh nghiệp. Ngõ hầu khỏi đến nỗi lúc lâm chung chân tay cuốn quýt gây nhục cho pháp môn. Lá thư số 211, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 12. Món tiền quyên tặng 400 đồng gửi đến chùa Thái Bình hôm trước, ngày hôm sau tôi giao cho cư sĩ Ngụy Mê Tôn làm chi phí cứu trợ đất lỗ Sơn Đông. Ngày hôm sau nữa, ông Mai Tôn liền đưa biên nhận đến. Do ông nói là đến cuối tháng mới trở về, lúc về còn muốn kể qua, nên tôi giữ biên nhận ở đây để chờ ông. Đến nay ông chưa tới, nên tôi nghĩ ông đã về rồi. Vì thế đem biên nhận gửi đi để trong hội khỏi có chuyện hiềm nghi. Ước chừng đến rằm quan sẽ về núi, tháng 7 lại sang đất Hổ, Thượng Hải để lo chuyện thịnh sách, in sách. Di Đà Kinh Bạch Thoại, Gia Ngôn Lục lần này chẳng còn được mấy, đợi đến đợt in lần sau sẽ gửi cho ông. Lần này nếu văn sao còn dư sẽ gửi cho ông mấy gói. Di Đà Kinh Bạch Thoại chú, Gia Ngôn Lục gửi nhiều lắm là 1 gói. Lá thư số 212, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 13. Nhận được thư vào ngày rằm tháng 5, biết ông gió qua lại mệt nhọc, hư hòa bốc lên, chắc là bệnh mắt đã lành từ lâu rồi. Nếu vẫn còn chưa lành, hãy nên chí tâm niệm thánh hiệu Quán Âm, ắt sẽ có công hiệu ngay. Biên nhận khoản tiền quyên tặng 400 đồng tôi đã gửi qua bưu điện hôm mùng 7 tháng 5, chắc đã nhận được rồi. Thoạt đầu vì ông nói sẽ trở lại nên tôi đợi. Đến hôm mùng 7 biết đã đến lúc quan phải về rồi, nên đem biên nhận gửi qua bưu điện. Những người nắm quyền hiện thời giống hệt như đổ từ một khuôn. Đối với việc uốn nắn nhân tâm
uống nắng phong tục, vân vân, đều bỏ mặc không hồi tới. Phàm những biện pháp chuẩn bị sẵn để đuổi tăng, đoạt tài sản đều có như nhiệm vụ quan trọng, không chi lớn bằng, phải thiết thực tiến hành. Đang trong lúc trở nên thọng tay thờ ơ đứng nhìn này, Pháp sư Viên Anh vẫn còn đang ở Tuyền Châu, chắc đang tính toán cứu vãn, có lẽ chẳng đến nỗi khốc liệt quá đáng. Lá thư số 213, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 14. Thư tôi viết hôm mùng 5 tháng 6, chắc ông đã nhận được rồi. Nay nhận được thư ông đề ngày 21 tháng 5, cho biết bệnh mắt vẫn chưa lành, nhưng khi trời nóng bức không chỗ nào tránh né được, lại còn bị dịch thời khí. Đấy là do ác nghiệp đồng phần của chúng sanh chiêu cảm. Xin hãy bỏ khắp người làng cùng kiến sát sanh, niệm thánh hiệu Quán Thế Âm để mong tật dịch tiêu diệt. Nếu có thể khẩn thiết chí thành, chắc chắn có hiệu nghiệm lớn lao. Ngay như bệnh mắt của ông cũng sẽ do tuyên nói rộng rãi lời này mà được lành bệnh. Biển khổ rộng mênh mông, Quán Âm là bậc cứu độ. Nếu ai nấy chí thành trì tùng mà bị chết vì tật dịch, thì trời đất cũng sẽ đổi ngôi, mặt trời mặt trăng cũng sẽ xoay ngược. Nếu hời hợt hờ hững niệm thầm một hai câu mà muốn được hiệu quả, khởi tử hồi sanh ngay, tuy Bồ Tát Đại Từ cũng chẳng làm sao được. Chẳng phải là Ngài không chịu cứu tế, nhưng vì tâm kệ ấy chẳng chân thật thiết tha, quyết có thể cảm thông được. Mong hãy nói cặn kẽ những điều này với người làng thì may mắn lắm thay. Lá thư số 214, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 15. Qua thư ông, biết ông đã nhận được biên lai lần trước rồi, nay lại nhận được đầy đủ cả nguyệt sang lẫn báo cáo phóng sanh. Thánh hiệu Quán Âm chính là chỗ nương tựa lớn lao cho hiện thời, hãy nên khuyên hết thảy mọi người cùng niệm. Nếu là người tu tịnh nghiệp, hãy nên chuyên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm ngoài những lúc niệm Phật. Đối với kẻ chưa phát tâm, hãy dạy họ chuyên niệm, vì họ dốc chí mong được đại sĩ che chở, gia bì, ngõ hầu tiêu diệt tai họa. Đợi cho đến khi họ đã sanh được lòng tin, lại dạy họ lấy niệm Phật làm chuyện chánh, niệm Quán Âm để phụ trợ. Nhưng niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương thì cũng được như nguyện. Lá thư số 215, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 16. Năm ngoái đã hai lần nhận được thư của ông, nhưng vì bận biểu chưa trả lời được. Hạ tuần tháng 2 năm nay, tôi sẽ sang Thượng Hải lo toan việc in sách. Tháng 6 vẫn trở về núi, tháng 7 xuống núi sẽ chẳng quay về nữa. Tháng 8, tháng 9 in sách xong xuôi sẽ chỗ kín tung tích, ẩn lánh ở nơi không một ai biết đến, để mong sống hết những năm còn sót lại này, ngõ hầu chuyên tu tịnh nghiệp. Nếu không cứ suốt ngày bận biểu vì người khác, ắt sẽ hỏng đại sự vạn sanh Tây Phương của chính mình. Gần đây tinh thần ngày một giảm, chuyện thù tiếp ngày càng nhiều. Nếu chẳng lánh đi, sau này sẽ càng khó thể chống chọi được nữa. Người trong Phật Pháp đều cùng mơ màng, chẳng xét đến đại thể, chỉ mong thuận tiện cho chính mình, đến nội Pháp Đạo ngày một suy, kẻ lẫn hiếp bên ngoài ngày một đông. May là có những vị cư sĩ hộ vệ nên còn chưa bị diệt ngay. Nếu không, danh xưng Phật Pháp đã sớm chẳng còn được nghe trong cõi đời hiện tại rồi. Gần đây lòng người bại hoại, bại hoại đến tột cùng. Nhưng người có tu trì được cảm ứng khá nhiều, nên vẫn còn duy trì được phần nào.
Nếu không, Phật pháp sẽ bị mất tích từ nay, buồn thay. Lá thư số 216, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 17. Thư nhận được đầy đủ, phong trào hủy Phật chỗ nào cũng có. Nếu không có người chống đỡ, Phật pháp sẽ bị đoạn diệt. Với 10 đồng ông đã gửi, tôi sẽ gửi 10 bộ khuê phàm, mỗi bộ cộng chung tiền giấy và tiền công in là 8 cắt 8 xu. Kèm thêm trong gói sách là 2 cuốn Âm Chất Văn Đồ Chứng và 2 gói Quán Âm Tùng Đề Kết Duyên. Trường Nữ Sinh Nam Hoa. Nếu có được sách này để làm khuôn mẫu tốt đẹp thì tất cả nữ sinh sẽ đều có thể trở thành những tấm gương đẹp đẽ trong chốn khuê các, tạo điển hình cho nữ giới. Năm ngoái đã in 3.000 bộ, năm nay muốn vốn in nhiều hơn, nhưng do thời cuộc không yên, chỉ in được 2.500 cuốn. Trong tháng 9, Quan Nhất Định ẩn kính tung tích tất cả những sách có chi bản đều giao cho cư sĩ Lâm trông coi. Hệ có ai phát tâm đứng ra in với số lượng lớn thì chẳng ngại gì trao đổi với họ. Khuê phạm được in bằng lối thạch bản, chẳng tiền ẩn loát. Nếu có ai in với số lượng lớn như 2-3.000 cuốn thì phải hỏi cư sĩ Lâm xem họ có đảm nhiệm được hay không. Thơ ông Uông và thơ của ông đều hay, nhưng quan trọng chẳng hiểu thơ, lại còn bận bịu cùng cực, nay đem gửi trả lại kèm theo thư. Không có chuyện gì quan trọng, đừng nên gửi thư đến. Nếu đến tháng 9 thì muôn phần đừng gửi thư tới nữa, để khỏi bị hỏng việc. Lá thư số 217, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 18. Ông nói lúc quan sách ẩn dật, hãy ban cho ông một lá thư để làm khuôn phép. Vậy thì một bộ văn sao đều là lời lẽ thừa thải ư? Ông Trình nói tuân theo những điều đã nghe, hành theo những điều đã biết, cần gì phải đến trước cửa cầu ta nữa. Nay tôi chỉ nói giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật vì sanh tử, phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Nếu có thể y theo 8 câu này mà hành thì làm bậc hiền thánh, liệu sanh thoát tử đều có dư. Điều quan trọng mầu nhiệm trong Phật pháp chỉ là ở lòng thành. Ông giữ được lòng thành từ đầu đến cuối thì không có gì để nói nữa. Hãy nên vứt ra ngoài đống dương đại hải những thói bàn luận, điều huyền lẽ diệu, cua môi múa mép, cầu thần thông thì mới có thể đích thân đạt được lợi ích thật sự. Huống hồ những kẻ vẫn coi luyện đan vận khí là đạo ư? Ba bà thụ tiết ấy đều có thể ăn chay niệm Phật. Hãy nên dạy họ quyết định cầu sanh Tây Phương, đừng nên cầu phước báo trời người. Ngõ hầu chẳng phụ mấy chục năm dự tiết tháo băng khiết. Trần Đức Phương pháp danh là Chi Đức, Trương Phổ Đường pháp danh là Chi Phổ, Châu Diệt Thiền pháp danh là Chi Thiền. Bọn họ đều đã sống trong chùa miếu, hãy nên chí thành cung kính, lệ bái, trì tùng, đừng xen tạp luyện đan vận khí hoặc lên đồng hầu bóng vân vân, để chiều kéo kệ vô chi cung kính cúng dường. Nếu được như thế sẽ đúng là đệ tử Phật thật sự, quyết định sẽ có thể thoát khỏi cõi xa bà này, sanh sang cõi cực lạc kia ngay trong đời này. Tôi sợ bọn họ không thông hiểu vạn lý cho lắm, xin ông hãy phương tiện diện nói với họ, khiến cho họ hiểu Phật pháp vốn từ sẵn có đạo lý chân thật. Trí giác hành trì đáng gọi là khó có, đấy gọi là bầu bàn trong pháp môn, bạn bè xuất thế tại gia học đạo. Những người này có thể thay đổi phong tục
may mắn chi hơn? Lá thư số 218, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 19. Đã nhận được 16 đồng rồi, đừng lo, sẽ dùng làm chi phí gửi sách. Đã nhận được khai sĩ chuyện rồi. Hiện thời đang trong tình thế hoạn nạn, trừ đại sĩ ra còn biết nương tựa vào đâu? Nếu có thể, chí thành khẩn thiết quyết định được ngài ngâm gia bì. Do vậy, biết tâm Bồ Tát và tâm chúng sanh về bản thể giống hệt nhau không khác. Chỉ vì chúng sanh mê trái nên đến nỗi cách ngăn. Nếu vì lúc gặp hoạn nạn chuyên tâm ức niệm, sẽ tự có thể lập tức thấy cảm ứng. Ví như cái đồi chậu úp thường chẳng thấy được mặt trời, nếu bỏ cái chậu che úp ấy đi, cố nhiên mặt trời ở ngay trên đỉnh đầu. Xin hãy nói với hết thảy mọi người về sự linh cảm của Bồ Tát để ai nấy thường niệm. So với những kẻ bàn huyền luận diệu có ích hơn rất nhiều. Lá thư số 219, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 12. Quan vốn tính đến cuối tháng 9 sẽ ấn mình, nhưng vì nhân duyên ấn hành bộ, lịch sử cảm ứng thống kỷ mà chần chừ. Các đệ tử ở Hương Cảng đã sớm gửi thư đánh điện thôi thúc tháng giêng năm sau sẽ đi, chuyển sang sống nhờ ở Hạ Môn, thôi đừng bàn tới nữa. Mấy bữa nữa sẽ gửi cho ông mấy gói lịch sử cảm ứng thống kỷ. Sách này có thể dùng làm căn cứ để vãn hồi thế đạo nhân tâm. Lần này tôi bảo họ làm thành hai bộ chi bản, để mỗi bản sẽ in được 2 vạn bộ. Lá thư số 220, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 21. Lệnh từ và chi giác khốn khổ bởi tì ngược đã lâu, nay đã lành bệnh. Nay tôi gửi cho một to thuốc thần diệu chữa bệnh sốt rét, xin hãy ấn tống để mọi người cùng hàng đều được thoát khỏi nỗi khổ này. To thuốc thần diệu trị bệnh sốt rét: ô mai 2 quả, hồng táo 2 quả, hầu đậu 1 tuổi là 1 hạt, như người 1 tuổi liền viết 1 hạt, 10 tuổi liền viết 10 hạt, chiếu theo đây mà suy. Dùng 1 tờ giấy trắng viết 3 thứ này, số lượng ô mai và hồng táo đều cố định, chỉ có hầu đậu là dựa theo số tuổi của bệnh nhân mà viết. Viết xong gấp lại, xếp thành lớp. Trước khi lên cơn 1 tiếng đồng hồ, buộc chặt vào cổ tay, tức khoảng giữa phần trên bàn tay, phía dưới khuỷu tay, bệnh sẽ không phát ra nữa. Cũng chẳng cần phải mua 3 thứ ấy, chỉ cần viết những chữ ấy là được rồi. Toa thuốc này linh nghiệm chẳng thể nghĩ bàn. Lúc buộc đừng nói cho ai biết, chỉ cần phân biệt nam buộc bên trái, nữ buộc bên phải. Ông Tào Tung Kiều ở Tô Châu năm ngoái đã đem to thuốc này in ra rất nhiều. Ông ta xuống làng Thu Tô đã bảo họ chia nhau đem tặng. Dân quê dốt nát không biết chữ, bèn đem tờ giấy đã in to thuốc ấy quấn vào tay, chứ chẳng viết gì khác thì bệnh cũng không phát. Ông chẳng chú ý bài thuốc này đã chép ở cuối bộ An Sĩ Toàn Thư, hiềm rằng chữ quá nhỏ người ta không để ý. Hãy nên in ra để biếu tặng rộng rãi thì thật là lợi ích không chi lớn bằng. Tùng kinh Pháp Hoa cũng cần phải đem công đức ấy hồi hướng vạn sanh Tây Phương thì mới chẳng khác gì công đức niệm Phật. Nếu chẳng hồi hướng Tây Phương thì chính là tự phân tâm niệm chẳng quy nhất, lâm chung sẽ khó chắc chắn được vạn sanh. Đây quả thật là điều trọng yếu nhất. Trân trọng cung kính Pháp Bảo. Hết tập 18. Kề tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành.
đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vân. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thèn thay đạo nghiệp chưa thành,